Hi everybody, welcome to my tune gameplay channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh tune gameplay mình cho chơi đi tạo tựa game hôm nay. Em đang chơi tựa game đầu tiên của bạn cảm phá trong đồ nội dung video ngày hôm nay nhé. Đây là một tựa game hoàn toàn vừa mới ra mắt, chúng ta sẽ khám phá cốt truyện và tìm cách escape trốn thoát ở đây nhé. Here we go. Cứ để chơi escape this one. Đầu tiên hãy bước ra cửa các bạn. Với mã cốt 0856. Rồi xoay đi xoay nào. Đầu tiên hãy đi tập khu vực cho nó gọi classroom. Đỡ phải đi theo đường này nào các bạn. Chưa thấy cả cái này được ạ. Broken ruler. Tiếp theo cho đi tìm cho mặt kiếm nào. Chắc mấy cái kính rồi các bạn. Cho tôi bỏ xuống dây nào. Tìm chiếc khóa cho các bạn ngăn bàn của giáo viên các bạn. Greenhouse ghi đều các bạn. Cho mang tất cả những món đồ này về nào. Quay lại đây nữa các bạn. Tiếp tục quay trở lại trước mặt kính. Ai ơi, trước mặt kính đây không? Thank you.
Mở cánh cửa ra các bạn. Và cho đi đây nhé. Lắp xếp kính vào chỗ nhau này nào. Let's go. Cho đi quay nào các bạn. Ra đây. Cái thế, tắt thiết bị nó không được đấy nào các bạn. Tắt điện này các bạn. Đây là các bạn. Có chiếc kim ở đây. Chiếc kim trao trong đây nè các bạn. Rồi cutters. Mình bắt quay đi nè các bạn. Cho anh quay trở Arctic nè. Nắp khối ổ điện bên này các bạn. Connect the battery. Đi qua bên này các bạn. Không 856 anh nhớ mã code đi các bạn nhé. Ok. Check firmware. Ra xuống đấy các bạn. Rồi chúng ta hành động. Chuẩn bị chúng thoát ra khỏi đây nào các bạn. Quay trở Arctic ngay bây giờ nhé. We activate the never.
Rồi pizza vẫn chưa tới các bạn. Ok, và người giao pizza đã tới các bạn, đó chính là Ice Cream Man. Chúng ta đã bấm chuông để giao pizza rồi các bạn. Cho hãy chờ nhân lúc bà ta đi qua được ống này và phá điện nhé. Đi xuống sân vườn rồi các bạn. Go to the garden. Để móc chiếc giỏ lên nào. Cho đi lên trên nào. Go up here. Chú khóa rồi, chúng ta ở đây nào. Come in. It's cold. Cố gắng cho qua tự nhiên tiếp theo nhé. Let's part 2. Tìm cách để trốn thoát ra khỏi mở được cửa ra vào nhà bạn nhé. Mình mặc cốt nó được bạn. Open. Chẳng có bóng đỏ thì mình chuyển ra thế giới đâu bạn. Some master of it.
9956 ạ. 9956. Đây chiếc không đèn này bạn. Một chiếc cặp phong cực kỳ. Nó chạm vào bóng này nữa, đưa quay trở lại. Nào dưới nào bạn. Oh my god, lucky. Extreme luck. Rồi chúng ta ra được khỏi cửa các bạn, mình sẽ mở level tiếp theo còn lần sau các bạn nhé. The basement. Cho chúng ta đi tìm tất cả những vật dụng, những viên gạch, những sợi dây thép, wire, iron wire và những vật phẩm chúng ta cần để giúp cho chúng ta được khỏi đây nào bạn. Lấy viên gạch nào. Để camera cho lại để nhé. Đi qua những cánh cửa này là chỗ đây nào. Đây, nó không có gì gọi. Quay trở lại dưới đây nào. Để thanh gỗ đây. Để sợi thép này nào. Mày đưa rô ở đây đâu. Cho đi vào trong. Rồi chìa khóa từ Beverly được không ạ? Cho đi xoay nào. Đã phải chụp máy này bọn. Để xí xe hỏi đây nào. Ready to fire books set us. Chờ chút ra cái sách đây nào.
bây giờ gọi cho các bạn còn chơi nha. Gọi sẽ chỉ cho chúng ta cách để phá tung nơi này các bạn nhé. Nó phẩm dê cũng đã mở gọi cho đi xuống đây mình lấy những khô bòn này. Now we need to run away. Phải công tìm chỗ trốn trước khi nơi này nó tung lên nó gọi. Close the hatch. Xong phần 2 của tự mày được không ạ? Bây giờ mình cũng gọi chuyển sang tự nhiên tiếp theo, tự nhiên thứ tư Rest in Peace. Yeah, big one now.
Chìa khóa tiếp theo nào. Cloud House. Let's play. Ok, we're free now. Vừa trở lại thử thách ở đây. Tiếp tục tự nhiên tiếp theo. Hollow Cloud Survival. Thank you.
từ ra thôi các bạn nhỉ. Daughter is somewhere around. Tiếp theo là Stick Me Barry. Con lại chơi tháng rồi các bạn. Và đây là ngoại tệ game cuối cùng trong video này muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên channel của mình nhé. Thank you so much.